lạy chúa chúa thật là thần thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúa con này xin chúa dùng ơn thánh thần chúa thăng hoa những cuộc lễ này để trở nên cho chúng con bình và máu đức Giêsu Kitô chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bát tạ ơn bèn ra và trao cho các môn đệ mà